cái chỗ đất mà hôm nọ là hai ông cháu mình xem ở trên kia kìa ông. Là cháu cũng nghe người ta nói rằng là cái chỗ đất đấy là đất của bên điểm trường hay sao đấy ông ạ? Vâng. Nó cũng nói rồi. Ông, vâng. Khi nó nói bảo đất điểm trường. Ví dụ ông thì nó bảo của nó thì bán. Mình lấy thì mấy kia nó có chuyển trực trang nhiều lắm. À đúng rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, đứng phía tay phải của cháu Lực là bé Mạnh, đứng tay trái là bé Quyết cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Mạnh là gửi một lời chào tới con các bà nhá. Khoanh tay. Con. Nói to lên. Các ông các bà nghe thấy. Con kính chào các ông các bà. Con kính chào các ông các bà. Rồi nào, Quyết khoanh tay vào. Con kính chào các ông các bà. Rồi. Đấy. Thưa cô bác, bé Quyết là một người bạn của em Mạnh cô bác ạ. Nhà bé Quyết thì là ở đằng sau cháu Lực ở phía bên kia. Và mẹ của bé Quyết thì cũng coi em Mạnh thì khá là yêu quý cô bác. Và cho nên hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái phần quà của hai chị Huyệt Thúy dành tặng cho bé Quyết và bé Mạnh. Ở đây thì còn đồ chơi với lại thêm bình nước nữa và thêm cặp nữa. Nào từ từ bấm nha, lúc chú đang nói chuyện đấy nhá. Nhớ chưa? Thế ông của Mạnh thì đi đâu rồi? Nhà. Ông ở nhà, thế nấu cơm chưa? Chưa. Hôm nay thì cháu Lực cũng xuống cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng hai anh em đi xuống dưới để nhận thêm là những cái phần quà mới của bác nhá. Đi nào, đi về nhà thôi. À, không được bấm nhá. Tí đến nhà mới được bấm nhá. Được chưa? Rồi. Hãy đi cẩn thận nhá. Thế bố mẹ của Quyết đi đâu rồi? Quyết có vẻ như là đang mải ngắm đồ chơi quá cô bác ạ. Lần đầu tiên có đồ chơi mà cô bác. Chắc là rất là thích rồi. Nào đi nhá, đi. Đi về đường nào ấy, hả? Ôi trời. Và cũng có một cái tin khá là đáng buồn đó cô bác ạ. Phải nói là nếu mà như việc mà tìm mộ đất cô bác sơ hở một chút thôi là bị người ta lừa rồi. Ê, hai anh em này đi vào đường nào ấy? Hả? Đi đường nào? Từ từ nhá, cứ đi đi, để xuống đây cái chú bế. Rồi. Nào, đứng đây nhá, bây giờ để chú bế nhá. Nào, đi ra nhá, để chú bế nhá. Ôi, trâu này ghê đấy nhở. Đói sao ấy. Nào, Quyết ngồi xuống. Đấy, ôm của chú. Rồi. Ôi. Trâu rồi, nào thì tư nhắc mạnh nhá. Tại vì nó nhìn thấy một cái màu đỏ của bác ạ. Nào, ôm của chú. Ôm của chú. Ai, ai, ai. Rồi. Đấy, đi về đi. Ôi. Chào ông nhá. Nào từ từ bấm nhá, một tí nữa bấm sau nhá. Nhá, nhớ chưa? Tí chú không nói được chuyện đấy. Vậy ông thì là không thể tránh khỏi được là những cái bi thuốc nào này cô bác ạ. Ông thì hôm nay vừa đi đâu làm gì với đấy ông? Trồng sắn. Trồng sắn à? À. Nào, Quyết với Mạnh ra bên này đi. Quyết Mạnh ra bên này đi. Ở trong nhà thì cũng khá là tối cô bác ạ, cho nên là không đi vào trong nhà mà ngồi được. Thế sắn của ông thì đã trồng hết chưa ông? Trồng hết rồi à? Thế ngày hôm nay là công việc của ông là đi trồng nguyên sắn thôi à? Vâng, trồng sắn. Vâng. Đấy, hôm nay thì cháu có nhận được một cái phần quà tới cho Quyết với lại Mạnh nữa. Vâng. Đấy, ông ra đây ngồi đâu ông ơi? Đấy, ông ra đây ông. Đấy, hai anh em ngồi xuống cái kia đi. Hai anh em xuống cái kia đi. Đấy, xin phép các bác là chắc là bóc qua những cái phần quà này ở bên ngoài luôn các bác ạ. Đấy. Quyết với lại Mạnh thì có thích đồ chơi không? Thích đồ chơi à? À, thế là chú mua cho mỗi người là một cái rồi không được tranh nhau nhá. Được chưa? Ừ.
rồi. Đấy, đây thì có thêm cả máy xúc nữa này cô bác này. Đấy, hai Quyết với lại Mạnh thì là không có cái món đồ chơi nào cả. Một tí thì đem đi xúc đất nhá. Nhá, đây là hai anh em cùng chơi nhá. Được chưa? Đấy, xúc thì chú cũng mua cho là mỗi người một cái, nên là của Mạnh này. Đấy, còn là cái này là của Quyết này. Đấy. Còn cái này thì là chung nhau chơi nhá. Cái này là để mà chung nhau là để chơi nhá. Được chưa? Hai anh em xúc đất vào xong là bỏ vào đây nhá. Rồi. Đấy, và thêm nữa thì là cái này là cái bình nước ông nhá. Bình nước buổi sáng là Mạnh đi học ấy, thì là ông đun nước sôi xong là bỏ vào đây. Đấy. Hay là những lúc mà lên rừng ấy ông ạ, thì là đun cái nước, đun để trong cái bình này nhá. Đấy, còn là cái bình này là cái bình của Quyết nhá. Một tí Quyết là Quyết cầm về nhà Quyết nhá. Rồi. Đấy, còn là đây là thêm là hai cái đôi dép này. Nào, chú thử xem là có vừa đôi dép không. Nào, đôi này chân xem là chân của Quyết hay chân của Mạnh to hơn đấy. Đó, bỏ đồ chơi xuống. Đấy, bỏ xuống đó. Đấy, hai anh em thì đồ chơi là ngập luôn rồi. Ôi, dép của Quyết đi hỏng hết rồi. Đây, của bác này không biết là đeo dép này thì còn là cắt đi nữa. Đây, bỏ dép này ra đi Quyết. Dép này là dép của ai? Hả? Dép của Quyết à? À, thế đây chú cho Quyết đôi mới nhá, chân đằng kia. Đây, ở đây thì sẽ có là Quyết với lại Mạnh thì là mỗi người một đôi này. Đấy, Quyết thì là để một tí nữa là đem về nhà là đeo sau. Đấy, đôi của Mạnh thì vừa chưa? Vừa chưa Mạnh? Hả? À, nào, cái đây chú xem nào. Cái đây chú xem nào. Đấy. Đấy, có dép mới đấy, dép cũ thì là cũng hỏng hết rồi cô bác ạ. Đấy, này là mai đeo đi học nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, phải nhớ to vào nhá. Đấy, còn cái này nữa. Cặp sách nữa này. Có muốn cặp siêu nhân không? Hả? À? Muốn à? Đây, ở đây thì là Tuấn Lực là mua cho Quyết với lại Mạnh thì là hai anh em mỗi người là một cái cặp siêu nhân này có bác này. Cặp này là cặp của Mạnh nhá, còn cặp này là cặp của Quyết nhá. Quyết thì là lúc tí đem về nhà thì là bảo là mẹ làm đi học thì nấu bỏ nước sôi vào đây nhá, xong là bỏ vào đây nhá, nhá là để đi học nhá, nhớ chưa? Rồi đấy. Còn dép thì là để chú để vào đây nhá. Đây, cho Quyết là đeo luôn này. Đấy, Quyết đeo lên này. Đấy, cái này thì là ông đun nước xong là bỏ vào cặp cho Mạnh nhá. Đấy, bỏ vào luôn cho Mạnh đi. Nào, chú bỏ cho, ra đây nào. Đây. Đấy, cả Quyết nó ra đây nào. Đấy, có đồ chơi thì rất là nhiều nhờ. Rồi. Đấy, ông đun nước sôi xong là bỏ vào đây cho Mạnh để đi học không nhá. Nếu mà bình nặng quá thì bỏ một bình thôi. Đấy, nào Quyết thử ra đây xem nào, xem có đẹp không. Ra đây xem nào. Nào Mạnh ra đây xem nào. Đấy. Nào quay đằng sau, quay ra kia, quay ra này. Đấy. Đấy, nào Quyết cũng quay ra bên này. Nào quay. Đấy. Đấy, hai anh em mà mỗi người một cái ba lô. Ôi, có vẻ như là Quyết là cao hơn Mạnh nhỉ ông nhỉ. Đấy. Thế còn là súng là mỗi người một cái nhá. Là chia nhau chơi đồ chơi nhá. Được chưa? Không được tranh nhau nhá. Đấy, bây giờ thì đứng ở đây khoanh nhìn ra kia. Đấy. Khoanh tay. Bây giờ thì Quyết nói trước nhá. Này, khoanh tay, con xin cảm ơn hai bà Nguyệt Thúy nhá. Đấy, khoanh tay vào. Nhìn ra kia. Con xin cảm ơn phần quà của hai bà Nguyệt Thúy. Nhìn ra kia. Con chúc hai bà thật nhiều sức khỏe. À. Rồi, bây giờ thì đến Mạnh nào. Nào, Mạnh khoanh tay nào. Khoanh tay, đừng có véo người, nhìn ra kia. Con cảm ơn. Hai bà Nguyệt Thúy. Con chúc. Hai bà. Thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn. Rồi, cặp này thì là đeo đi học nhá. Buổi sáng thì là ông cho Mạnh là
một chút nước này, xong là một bộ quần áo nữa để mà đi học. Đấy, bây giờ thì hai anh em là cầm đồ chơi ra bên kia chơi đi nhá. Nào, cầm đồ chơi đi chơi đi. Còn cái túi bóng này thì là để lại. Cái này thì chia nhau nhá. Cái này thì chia nhau chơi nhá. Còn đây xong là hai anh em đi đổ nhá. Rồi, cầm ra kia chơi đi. Đấy, cầm ra kia xúc đất đi. Đấy, em Quyết thì là con của cô hàng xóm ở trên này này, cô bác này. Thì cũng được là hàng xóm giúp đỡ gia đình ông rất là nhiều, cho nên là được hai chị Nguyệt Thúy có xem thức phim của cháu Lực và muốn gửi một chút phần quà nữa cô bác. Đấy, tổng hôm nay cháu Lực trích tiền của tiền quý của hai chị Nguyệt Thúy ra thì trích hai tiền của chị Nguyệt Thúy ra là mua hai cái cặp là 360.000, mua hai đôi dép là 160.000, mua hai cái bình nước là 350.000 và mua những cái món đồ chơi cho hai anh em chơi là hết là 500.000 cô bác ạ. Còn cái phần này thì là cháu Lực xin trích cái tiền của hai chị Nguyệt Thúy ra cô bác nhá. Và cũng xin cảm ơn hai chị đã gửi cái phần quà tới cho các em và luôn luôn yêu quý tới hoàn cảnh của hai ông cháu. Thế ông thay mặt là hai cháu gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy ông nhé. Tôi xin cảm ơn chị Nguyệt Thúy, hai cô chị Nguyệt Thúy được quà cho cháu tôi, hay đứa cháu chơi quê nó không đi đâu nữa, không trò chơi để nó đi chơi lung tung. Bây giờ có trò chơi thì nó chơi ở trong căn nhà. Vâng. Tôi xin cảm ơn chị Nhật Thí với là tất cả. Tôi xin chào. Đấy. Ông thấy hai ông cháu thì đã ăn cơm chưa ông? Hai ông cháu ơi. Tôi đi làm về còn chưa nấu cơm. Vừa đi làm về là chưa nấu cơm à? Đấy. Cái túi bóng này thì là ông để cất đi nhá, có thể là đựng đồ gì đó. Cái chỗ đất mà hôm nọ là hai ông cháu mình xem ở trên kia kìa ông. Là cháu cũng nghe người ta nói rằng là cái chỗ đất đấy là đất của bên điểm trường hay sao đấy ông ạ? Vâng. Nó cũng nói rồi. Ông, vâng. Khi nó nói bảo đất điểm trường. Ví dụ ông thì nó bảo của nó thì bán. Mình lấy thì mấy kia nó có cho chuyển trực cho nhiều lắm. À đúng không? Rồi. Thì ông trưởng thôn mà không cho lấy. Vâng. Cho ừ. Đấy thì cũng rất là may đấy cô bác ạ. Rất là may là ông cháu mình là còn chưa mà đồng ý là để mà mất tiền đấy. Vâng. Đưa tiền đấy chứ không là hai ông cháu mình là mất tiền luôn đấy. Vâng. Chỗ đất đấy thì hiện tại nó đang rơi vào là trước kia là đất của hai ông bà chủ đất đó đấy, nhưng mà bây giờ thì nó thuộc là cái đất của bên điểm trường cũng như là bên chính quyền đấy cô bác. Không biết là ở phần cái mảnh trước cháu Lực cùng với lại ông xem thì chỗ đấy dốc thì là chỗ đấy là phải đất của ông bà. Vâng, chỗ đấy phải thì dốc lắm. Vâng đấy, nhưng mà tuy nhiên thì chỗ đấy dốc quá thì là cũng không có dám ở đấy. Bây giờ thì là hai ông cháu mình lại tiếp tục xem là thêm chỗ nào thì mà người ta bán được không. Nếu mà ông hỏi xem là chỗ nào mà người ta bán nguyên cỏ đồi cũng được. Nguyên cỏ đồi thì làm nó mua thì, nhưng mà nguyên cỏ đồi là phải gần mặt đường ông nhá. Đấy, phải gần mặt đường thì mình mua xong là mình thuê máy xúc về xúc cũng được. Đấy. Còn là về cái phần mà mua đất thì nếu mà kiếm được ấy thì hiện tại là sẽ đủ mà mua đất ông ạ. Đấy, còn là tuy nhiên thì nếu mà mua đất xong, san phẳng mặt bằng xong thì cũng cháu không biết là cái khoản đấy dư ra bao nhiêu. Thì bây giờ được cái bước nào thì đến đấy cái bước đấy đã. Rồi. Cũng may là hai ông cháu là còn đi xem và tham khảo thêm là bên anh trực thôn nữa với lại bên xá nữa các bác. Thì là mới biết được rằng là cái chỗ đất đấy là đất của bên chính quyền thuộc sử dụng. Đấy. Thế là tối nay là hai ông cháu là đã nấu cơm chưa ông? Chưa nấu à? Đấy, hai anh em thì có món đồ chơi vào thì chắc là chơi rất là vui rồi cô bác ạ. Đồ chơi vào thì theo như ông nói rằng là sẽ không có sợ đi đâu chơi xa nữa cô bác ạ. Đấy, thanh niên thì là nguyên xúc đất này. Quyết ra có thích cái đồ chơi này không? Thích. Thích à? Đấy, còn có thêm cả cặp nữa. Quyết thì là chắc là bây giờ là về chứ nhỉ Quyết nhỉ? Về chưa? Không à, tí mẹ có xuống đón không hả? Ông mẹ Quyết có xuống đón không? Mẹ đi đâu à? À, mẹ đi đâu à? Ồ, thế là ở đây là chơi với lại Mạnh thôi nhỉ?
Cái súng này thì chơi sau đi, bây giờ đang chơi cái kia thì súng này để chơi sau. Đấy, súng thì để ở đây, đấy, chơi xây cát thôi, một tí nữa thì chơi sau súng này nhá. Đấy, múc đất rồi bây giờ ấy. Mẹ về rồi Quyết. Đấy, có muốn nó chơi này vào là chơi là không muốn về luôn đấy các bác. Bây giờ mẹ về rồi thì về nhà đi nhá, trời còn sáng đấy nhá. Nhá, đây, đồ chơi của Quyết đây. Đấy, Quyết đã cầm về đấy nhá. Đấy, cầm về là lúc nào xuống chơi lại cầm xuống cùng Quyết để cùng Mạnh để chơi nhá. Đấy, thanh niên này thì là vừa đổ cát này xong là vừa xúc nữa. Hai ông cháu thì ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là biệt lập đấy cô bác ạ. Ở phần phía bên trong thì hiện tại là cháu được nhìn thấy là có cái bóng đèn năng lượng mặt trời là sáng rồi. Đấy, ông thì đi ra ruộng, ra nương là làm cả ngày. Đến bây giờ thì mới đến bữa để mà nấu cơm. Về nấu cơm thì hiện tại em Mạnh thì còn khá là nhỏ, là chưa biết là công việc phụ giúp để ông để nấu cơm. Chỉ sợ rằng là Mạnh là nấu cơm là sẽ cháy cả nhà thôi cô bác. Thế là bây giờ là ông mới đi lấy nước à? Ông có con cháu bé đây à? Cái nước này thì nếu mà ban ngày thì mình dám để đi lấy không ông, hay là đến ban đêm thì mới dám đi lấy? Lúc nào cũng dám thôi à? Những lúc mà hết nước đi lấy nước cũng khá là xa đấy cô bác ạ. Nếu mà có đường nó to thì đi không phải sao, nhưng mà đường rất là nhỏ. Hôm nay là Mạnh là cùng ông đi trồng sắn à? Ngày hôm nay thì là Mạnh không đi học ông nhỉ? Hôm nay thứ bảy không học. Ôi hình như là có con gì ở đây sao ông ạ? Con nhái. Cái nguồn nước này nó chảy quanh năm mà ông? Quanh năm. Cái mùa nào mà nó có nước nhiều nhất không? Tháng 5, tháng 6 đi, nhiều. Thế là cái nguồn này là ông chú là bán rồi à? Bán làm thế này, thế nào lấy thì vẫn Thế là bây giờ mình uống là mình xin nhà dưới kia thôi. Vâng. Uống nhiều mà không lấy xong là coi như là mình tắt cái ống lấy. Vâng. Nóng thì mắc. Vâng. Nhiệt thì ấm. Đây có một cái nguồn nước như này gần nhà ông mà chú của ông thì cũng không có để lại để cho mà uống, các bác cũng bán đi để mà lấy tiền. Cái nguồn nước này thì lúc mà bán thì rơi vào tầm bao nhiêu tiền ông? 500 nghìn thôi à? Ông lấy bảo bán. Trong 2 năm nếu mà làm mình lại ở đây thì mình phải lấy lại đi. Chuộc lại. À là mình chuộc lại được á? Thế thì bây giờ ông đi vào, ông nói chuyện xem là chuộc được không? Mà bây giờ nó vừa lấy chưa được 5, nó bảo hẹn 2 năm. Hẹn 2 năm. Thế nhưng mà chỉ sợ rằng là người chú của ông là không muốn để mà để đồng ý thôi.
lúc mà sợ rằng là bán 500 ấy, nhưng mà đến lúc mà có được đi chuộc cái cô bác thì thấy là khi mà được ông được giúp đỡ thì người ta sẽ lấy một cái giá rất là cao. Cũng có sạm rất là nhiều ông nhỉ? Vâng. Xung quanh nhà của ông thì nếu mà ra Phật là phía bên này đấy cô bác thì hầu như là chỉ nghe được thấy tiếng là ếch kêu, là dế kêu thôi. À, thế là lấy xong là phải khóa như này lại à ông? Thế ông đi trước đi, cháu đi vừa đi vừa xoay đèn không? Cuộc sống của hai ông cháu thì cứ lập đi lập lại cô bác ạ. Cứ thế này mà lập đi lập lại, có ngày thì là không gặp chuyện gì, nhưng mà có ngày thì gặp những cái chuyện mà phải nói là rất là sợ. Phần phía bên kia thì đang nghe thấy là Mạnh là chơi những cái món đồ chơi đấy. Trẻ con thì là những cái món đồ chơi thì chắc chắn là rất là thích cô bác ạ. Mày ôm rồi đem vào nhà chơi đi Mạnh. Hả? Vâng đúng ạ, đấy. Đem đi vào nhà đi. Có dính cát đâu? Dính đất không? Thì em cứ là lá này mà, em cứ là hộ Việt Nam ạ. Thôi, không có muốn thả rồi. Nói chung ta sẽ mít xúc bây giờ mà. Phủi phủi cái đất nó ra đó, thế, phủi đất nó ra đó. Ông cũng có nhà ngốc, nó phải tàu. Không là tí đem vào nhà là, trong nhà là dính hết rồi. Đấy, bây giờ thì cũng có cả dép mới rồi đấy nhờ. Thì cái dép kia là phải bỏ ra đó. Đấy. Vậy như cái ngôi nhà của ông thì có nước cung đá ghi hình lên rất là nhiều lần cô bác. Ở phần trên thì là sợ rằng là khi có gió về đấy cô bác thì nó sẽ thổi bay hết cả cái phần bạt này đi này cô bác này. Thì là cháu Lực cùng với lại ông là lấy cái cây để mà đậy lên. Hôm nọ thì cũng gặp trường hợp là mưa báo rất là lớn, thổi hết cái phần bạt này ra phần phía bên ngoài. Bây giờ thì đang quấn là cái món đồ chơi này này. Lấy cặp cất gọn về đi, lấy cặp treo đi. Lấy cặp treo ở đâu? Đấy, đi học về là phải lấy cặp treo lên nhá. Được chưa? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Con này con gì á? Con gì? Con siêu nhân à? Thế máy xúc là cái nào? Thử, Mạnh thử cầm lên cho các bác, cho ông bà biết là cái máy xúc là cái nào. Cái này là máy xúc à? Phải không? Rồi, thế còn xe ben đâu? Tải đâu? À đấy à. Còn súng đâu? Đừng để mất nhá. Đi học là để ở nhà nhá, không cầm theo đi học đâu nhá. Được chưa? Đi cầm đi học là mất đấy. Trong nhà của ông thì cũng có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời này các bác này, thì là cái lúc mà hai ông cháu ăn cơm thì sẽ có chỗ mà ngồi ăn cơm là sáng sủa một chút. Lại nhìn ở trong nhà thì phải nói là không khác gì là một cái túp lều của cô bác ở ngôi nhà ấy. Ông thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là trước là ông nhờ với lại nhà chú của ông ấy. Đấy, nhưng mà sau khi là bố của Mạnh là đi bị lừa sang Campuchia đó các bác, thì biết là tin là không có cơ hội là quay về, thì mới đuổi là hai ông cháu là ra khỏi nhà. Thế là hai ông cháu mới ra đây ở một cái túp lều nhỏ như vậy. Cái bình nước ở đâu? À, bình nước để nước đi học thì là để ở đâu? Ở trong này thì là Mạnh đi học buổi sáng là để bình nước nhá. Để một cái bộ quần áo nhá, để một bộ quần áo nhá. Rồi, đấy, bình nước to chưa nhờ? Bình nước này thì đừng có để bình to quá, để bình to quá thì là xách không được đâu ấy. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi các bác ạ. Anh nhưng mà cũng rất là ngoan và rất là hiểu chuyện. Khi mà ông mình không ở nhà, ông mình đi làm thuê, cũng biết là chơi xung quanh ở gần nhà này hoặc là lên trên nhà của em Khuyết để mà chơi cùng. Hôm nọ thì cháu Lực cùng với lại ông là đi xem đất đấy cô bác. Đấy, nhưng mà cũng chưa có mỉm cười với lại hai ông cháu. Tìm mà chỗ nào cũng có chỗ thì rất là dốc, còn cái chỗ thì là người ta lừa cho để mà mua đấy. Nhưng mà rất là may là chúng tôi cũng đi ra bên xã để mà hỏi tất cả mọi cái, xem là đất chỗ này làm được nhà không. Nếu mà làm được nhà thì mới làm, còn không làm được nhà thì cũng không có dám mua các bác. Đấy, chạy trước một bước. Đấy, rơi đâu rồi? Đi nhặt đây. Rơi xuống dưới rồi. Đây, chú xoay đèn pin cho đi nhặt đi. Chú xoay đèn pin cho đi nhặt đi. Đây, bạn nó chơi là còn là rơi hẳn đi xuống dưới luôn. Đấy, đèn pin à. Đấy, hai ông cháu thì có rất là nhiều những cái đèn pin nhỏ như này này cô bác này. Đem súng tóc à? Thế ông là cũng chuẩn bị là cho lợn ăn à bây giờ ấy? À, thế là cho lợn ăn xong thì hai ông cháu mới làm mình nấu cơm à? Lợn ăn thì cũng rất là đơn sơ này các bác này. Hầu như là chỉ có cây chuối với lại thêm là cái cỏ dại thôi. Thế có gia đình người ta có điều kiện thì là có sẽ có thêm bột ngô và bột sắn để mà cho vào. Tìm thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi à? Thế đi lắp vào súng đi. Đấy, có dép mới thì phải biết ra gìn giữ nhá Mạnh nhá. Thôi. Ừ.
Đấy, nhìn tít xa xa thì mới thấy có một cái bóng dáng ngôi nhà trên kia. Không có ai phụ giúp ông thì là một mình ông. Lúc mà ốm đau thì cũng tự cũng làm. Không làm thì lại lợn gà lại đói. Con thì đang bị lừa sang bên Campuchia. Còn cháu thì quá là nhỏ. Còn con dâu thì cũng bỏ đi theo người mới rồi. Một cái ngôi nhà như vậy thì làm sao mà không sợ rằng là bị gió thổi là bay đi mất được. Những cái cột này thì là cũng khá là lâu rồi cho nên là phải thay. Nó chưa ăn không? Thế là nó đói là nó ăn thôi nhờ. Không có gì cho nó ăn đấy. Là bây giờ là ông là cho lợn ăn thì ăn xong thì mới nấu cơm à? Vâng. Ông đi đi để cháu soi cho ông một lúc. Thế là chỗ ngủ của ông là ngủ ở dưới chuồng lợn luôn đấy chứ nhở? À, châu một tí nữa, một tí thì vào chuồng lợn. Wow. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ nhận được những cái khoản là hỗ trợ của các bác gửi cho hai ông cháu để cho hai ông cháu được sống trong một ngôi nhà kiên cố hơn các bác. Bây giờ thì hiện tại là cái khoản kinh phí thì cháu Lực cũng đã được là hơn 100 triệu rồi. Tuy nhiên thì nếu mà lên trên mà mua đất thì sẽ đủ cái khoản là để mà mua đất. Còn bây giờ thì còn chưa biết trước, chưa nói được trước được điều gì các bác. Tại vì là mua đất thì người ta không có bán. Với lại người ta bán chỗ toàn là dốc. Với lại bán những cái chỗ mà như kiểu là tranh chấp thì người ta bán thôi. Có vẻ như là tối nay là trời sắp mưa hay sao đấy, có rất là nhiều con muối này ông này. Hay tối nay mà mưa mà gió to quá thì ông lên tạm mà cái nhà mà hôm nọ hai ông cháu mình lập nhá ông nhá. Vâng. Vâng. Thấy có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và di chuyển là đi về nào. Đấy, Mạnh bây giờ đứng dậy chào tạm biệt các bà nào. Chơi thế thôi. Đấy, từ từ. Đấy, chào đi. Rồi, bye bye. Rồi, chơi tiếp đi nhá. Đấy, ông thì có thêm là hai người bạn là chó nữa này các bác. Đấy, ông bây giờ gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác ở trên kênh không nhá. Vâng. Tôi xin chào các bác, các chị trên kênh. Tôi xin chào nhá. Cảm ơn các chị đã có quà cho tôi nhiều, cho cháu tôi chơi. Tôi cũng thích lắm. Bây giờ nó không đi đâu nữa. Tôi thích xin cảm ơn các chị, các đấy. Bác nhá. Rồi, cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.